Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Chí Linh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm Mạc Quốc Phương, Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào ngày 4 tháng 2, nhóm cán bộ chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Chí Linh trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ô tô để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp. Việc phát hiện sai phạm của 6 cảnh sát này diễn ra trong lúc Cục Cảnh sát Giao thông mở đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn chạy quá tốc độ từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Nhiều tài xế cho biết đây là đợt kiểm tra nồng độ cồn gắt chưa từng thấy trong nhiều năm qua, cả về mức độ xử lý nghiêm và quy mô hoạt động. Thưa quý vị, trong khi số ca mắc sốt xuất huyết ở một số địa phương như là Hà Nội, Bình Định đang không ngừng gia tăng, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm so với nhiều tuần trước đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định con số này vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Vì vậy, người dân hoàn toàn không được lơ là, chủ quan đối với sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, trong tuần 4 năm 2023, thành phố ghi nhận 400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng khoảng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, giảm 47% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca nội trú giảm 51% và ngoại trú cũng giảm 43%. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc giảm mạnh, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp nặng nhập viện trễ do tâm lý chủ quan. Mặc dù cái số xuất huyết đã giảm hẳn trên địa bàn thành phố, nhưng mà bệnh viện đới các chị thấy số xuất huyết người lớn vẫn còn nhiều lắm. Trong ngày 7 một tuần lễ thì mình có 300 ca không ngoại trú. Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện chỉ còn khoảng 15 bệnh nhân điều trị nội trú và một trường hợp sốc sốt xuất huyết đen gây nặng phải điều trị. Tuy số ca mắc và số ca nặng đồng loạt giảm rõ rệt, nhưng các chuyên gia khuyến cáo sốt xuất huyết là bệnh diễn ra quanh năm. Chính những lúc số ca bệnh giảm thì ngay cả nhân viên y tế lẫn người dân dễ có tâm lý lơ là, chủ quan, dẫn đến có thể chẩn đoán trễ, phát hiện muộn, bỏ qua những triệu chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết. Nói chung là cả người dân, cả nhân viên y tế cần lưu ý, thể mà em bé nó sốt mà không giải thích được tại sao em bé nó sốt lâu kéo dài trên 2-3 ngày thì chúng ta cần phải loại trừ nguyên nhân sốt xuất huyết, thì chúng ta sẽ không bỏ sót và chúng ta sẽ chữa trị kịp thời, không để trường hợp bệnh nó diễn tiến nặng có thể dẫn đến tử vong. Tuy trên cái chiều hướng giảm, nhưng số ca sốt xuất huyết của mình vẫn còn rất cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ra bệnh viện cả khu vực phía Nam cũng vậy luôn. Cho nên là với sốt xuất huyết tình hình như vậy thì mình giám sát chặt rồi, thì đề nghị là chúng ta sẽ bắt tay vào chống dịch sốt xuất huyết ngay sau Tết luôn, chứ còn không phải là tuốt lút tới cái ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hay là tới khi chúng ta ghi nhận nó gia tăng. Bởi vì nó giảm nhưng mà vẫn còn ở mức cao, thì nếu mà nó tăng là nó sẽ có cái nền tăng kẹp. Với điều kiện giao lưu mật độ nhiều, nhiều người mang mầm bệnh sốt xuất huyết cộng với việc không kiểm soát tốt vector truyền bệnh mũi vằn, số lượng người bị sốt xuất huyết cũng dễ gia tăng. Cụ thể, dù không ghi nhận ca tử vong nhưng trong tuần thứ tư của năm 2023, toàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 23 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 17 phường xã thuộc 5 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Có 22 trên 22 quận huyện có số ca giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước, nhưng cũng có 4 trên 312 phường xã có số ca bệnh tăng ở mức ngưỡng báo động. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo có thu phí sau khi đã chừa đủ tối thiểu là 1,5 mét cho người đi bộ. Đây là một phần nội dung nằm trong dự thảo vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới các quận huyện và Sở Tư pháp để thẩm định. Điều đáng mừng là đa số người dân đều đồng tình, ủng hộ. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những bãi giữ xe chiếm dụng vỉa hè trước các cửa phòng khám, bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai đoạn ngắn trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lý Thường Kiệt, quận 5, nhưng có đến 3 bãi giữ xe chiếm dụng vỉa hè. Tương tự, khu vực trước cổng bệnh viện Chợ Giấy, vỉa hè lòng đường cũng bị bịt kín như thế này, khiến giao thông vô cùng phức tạp. Đây là nỗi bức xúc của người dân thành phố suốt nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè, nhưng cũng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Ủy ban nhân phường cũng ban hành các cái thông báo
thông báo là để nhắc nhở các bà con là không có được là vi phạm về cái vấn đề là lấn chiếm vỉa hè. Hộ kinh doanh thì ở đây thì có những cái trường hợp là người ta đối phó, thì có thể là người ta sẽ mang ra, rồi khi cái xe mình đi thì mình phải đi ngược chiều vòng lại thì người ta thấy mình thì nó sẽ lại kéo vào. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 7 trường hợp vẫn tạm dừng vỉa hè và đóng phí gồm nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa, điểm bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền sử dụng, lắp đặt công trình, trụ quảng cáo tạm, tổ chức hoạt động văn hóa, điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, nơi trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công của hộ gia đình, điểm giữ xe có thu phí. 3 trường hợp được sử dụng tạm thời một phần lòng đường và đóng phí gồm tổ chức sự kiện văn hóa và trông giữ ô tô phục vụ sự kiện có thu tiền sử dụng, điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị, bố trí điểm trông giữ xe có thu phí. Mức phí hiện chưa cụ thể bởi đề án này vẫn còn đang được hoàn thiện để báo cáo Ủy ban thành phố trước khi trình Hội đồng Nhân dân xem xét. Tuy nhiên, người dân ủng hộ việc này. Trong thời gian tới, nếu mà thành phố mà có chủ trương mà cho thuê vỉa hè thì điều đó cũng là một điều cũng rất tốt. Thì cũng nó sẽ cũng tạo một vẻ mỹ quan là cho thành phố. Những nơi như là bệnh viện, siêu thị hay những nơi tổ chức sự kiện thì những bãi xe tự phát, người bán hàng rong thì mọc lên rất là nhiều. Thì khi đó thì những người đi bộ trên vỉa hè họ không sử dụng được, họ không đi được thì họ phải đi xuống lòng đường. Thì khi đó rất là nguy hiểm cho họ và nó gây ảnh hưởng đến giao thông. Thì theo tôi thì thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái quyết định này, chủ trương này là quá hợp lý. Tình trạng mà buôn bán dưới lòng lề đường, tức là buôn bán hàng rong, thậm chí là xe đẩy tay rất là nguy hiểm. Chính quyền địa phương phải tiến hành rà soát, nắm bắt lại cụ thể từng trường hợp, chúng ta khảo sát để mà có cái đề xuất một cách cụ thể. Theo các chuyên gia, việc thu phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè nếu được triển khai kỹ lưỡng, có quy hoạch rõ ràng, công khai, minh bạch, không chỉ giúp ổn định trật tự lòng lề đường mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, hạn chế tình trạng bát nháo, bảo kê bãi giữ xe trái phép hiện nay. Mới đây, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối Hà Nội với 9 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng đã diễn ra với hơn 55.000 chỉ tiêu. Trong đó, tỉnh Bắc Giang tuyển lao động nhiều nhất, chiếm trên 80% tổng chỉ tiêu. Có tổng cộng 55.000 chỉ tiêu tuyển lao động được doanh nghiệp đưa ra, trong đó Bắc Giang dẫn đầu với 44.789 vị trí, chiếm trên 80%. Tiếp sau là các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, đều khoảng 2.500 chỉ tiêu, Hà Nội là 1.139 chỉ tiêu. Qua tổng hợp, doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông, chiếm 97%, còn trình độ đại học, cao đẳng không đáng kể. Công nhân điện tử là vị trí được tuyển nhiều nhất với trên 42.000 chỉ tiêu, tiếp đến là may mặc, sản xuất nhựa, kinh doanh, xây dựng, thu ngân, cơ khí. Mức lương phổ biến từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Nhóm lao động từ 18 đến 25 tuổi được các doanh nghiệp ưa thích nhất. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, sau Tết thị trường việc làm có sự sôi nổi và tăng hơn so với cuối năm 2022. Dự báo quý 1 năm 2023, các doanh nghiệp Hà Nội có nhu cầu tuyển 100.000 đến 120.000 lao động mới.